bán cấp khác. Chúng khổng lồ tới như vậy lận đó. Nó là của chị Teresa. Chị hay dây chỉ ở trong nhà bếp, chỉ được cái phá hoại. Cho nên chị đã cái với chị ấy là chị có thể làm bếp được. Tụi em có thể giúp không? Được không chị? Cũng được á. Nhưng mà giúp chị bằng cách nào đây? Chị nhớ mấy đứa nấu nướng đâu có ngon đâu. Mấy đứa nhớ món mì hồi tối không? Lần này tụi em sẽ không làm lung tung nữa. Em hứa mà. Sao vậy? Mấy đứa đã. Nè chào búp bê, cô gái nổi tiếng nhất của Malibu sao vậy? Em đang mệt lắm đây nè. Em sẽ phải chà ngón chân cho Teresa nếu như em không làm được mấy cái bánh cấp khách này. Em lo quá anh ơi. Đừng có lo lắng, anh sẽ lo hết cho em. Một chàng trai sẵn sàng xuống bếp vì bạn gái thật là quá tuyệt vời đúng chứ. Anh ấy... Chivalrous. Cảm ơn anh Ken. Ta-da! Một cái lò nướng bánh hả? Nhìn nó có vẻ giống một cái lò nướng bánh. Thật ra nó chính là một cái máy làm bánh cấp khách tự động đó. Đường phủ kìa. Chắc nút vặn ngay hình cái bánh đó. Có lẽ nó hơi bị quá thì phải. Nói thiệt là em không muốn bị thua trong lần cá cược này. Lần trước em bị thua tệ vô cùng. À đúng rồi Barbie, đánh bóng gót chân như vậy đó, làm cho chúng thật sáng lên. Ý, em nhớ hình như có một thứ có thể giúp cho việc này. Để em tìm coi nó ở đâu. À, sau cái khuôn bánh quế nè, sau cái nồi lẩu luôn, và máy ép dầu ô liu nữa. Anh thấy đó, quà của anh còn mới tinh tại em chưa có xài. Tại vì mình không muốn đem tặng những món quà hư hỏng cho cô ấy. Cái máy làm bánh cấp khách bị lãng quên. Cái máy làm bánh cấp khách xém xíu em quên nè. Đúng là không thể tin được mà. Sao em có thể chưa từng sử dụng một món quà tuyệt vời như vậy? Thiệt ra là em đã sử dụng nó một lần rồi, nhưng có một điều rất kỳ lạ về nó. Chị Barbie, chị Teresa vừa mới gọi. Chị ấy đang trên đường tới đó. Chúng ta cần phải có cấp khách ngay bây giờ. Được rồi, nhiêu đó là đủ rồi. Ken, em đã nói đủ rồi mà, anh tắt nó đi. Nhưng nút bấm tắt ở đâu vậy? Em đã nhớ điều kỳ lạ đó rồi. Cái máy này không hề có nút tắt. Teresa sẽ tới bất cứ lúc nào. Có vẻ cái máy làm bánh cũng biết mệt khi làm việc quá sức. Tụi mình phải giấu chúng đi. Ủa? Chào Teresa, mình đã hoàn thành mấy cái bánh cấp khách cho cậu rồi nè. Không thể nào, cậu đã làm mấy cái này hả? Không, mình làm thì ai làm chứ. Sao, cậu thấy rồi đó, mình có thể làm ra bánh cấp khách mà không gây ra bất cứ... Một thảm họa nào. Mình đang nghĩ là bơi dầu lên các mối nối của mình, thà cho da mình mềm mại, chải cho tóc mình thiệt là sương. Hãy nhanh tay nhấn subscribe kênh YouTube Barbie Việt Nam hoặc follow Facebook Barbie Việt Nam để xem thêm các tập phim hấp dẫn khác của Barbie Ngôi Nhà Trong Mơ. Được phát sóng lúc 21 giờ thứ 6 và thứ 7 hàng tuần trên YouTube Barbie Club VN các bé nhé.